Bossa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Bossa Đức Huy sẽ dẫn quý vị đến thăm vườn cây của anh Sinh tại Lạng Giang, Bắc Giang quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy một cái vườn cây rất đẹp của anh Sinh nha quý vị nhé. Bossa Đức Huy nhìn thấy cái số lượng cây rất là lớn. Ở vườn anh thì có rất nhiều những cái tác phẩm quý, những cây phôi quý. Quý vị hãy chiêm ngưỡng tổng thể vườn của anh. Vườn anh có những cái cây xanh này quý vị này, và cái cây ổi thì nổi tiếng ở đất Lạng Giang này, Bắc Giang này. Sa Đức Huy sẽ quay tổng thể xong rồi sẽ đi chi tiết cho quý vị ngắm một số những người. Chào anh Sinh nhá, chào bạn Duy. Chào bạn nhá. Chào anh nhé, chào anh, chào bạn. Anh ơi, năm mới thì anh có gì nhiều cái mới không? Chia sẻ với quý vị cái. Năm vừa rồi với năm nay thì mua bán ra vào được nhiều không? Anh mua bán ra vào được vài cây. Cây hả? Ừ. Thế cái tỷ lệ vào nhiều hơn ra hay là ra vào nhiều hơn vào? Chắc là vào thì ra bằng nhau. Vào ra bằng nhau. Cân đối đấy. Thế là quý vợ cái vẫn quý mình hả? Bán mấy cây mua mấy cây. Sinh và năm 2023 mới em này. Mới tậu cái phôi này hả? Cái này cây cổ nhưng mà anh thu lại đúng không? Đúng rồi. Một cây cổ thưa quý vị là hiện nay cao khoảng 1m3. Xong xuôi cũng phải tầm 1m3, mét tư đấy. 6m7 đấy. À. Khoảng 1m7. 1m7 á, cao thế á? Em nghĩ chỉ 1m. Không, không cao thế. À, trước là có một dễ. Thằng này đây. À, dễ hả? Sinh nhà mới. Mới cắt thì à? Chuyển. Anh đang nuôi mấy cái bông nhỏ bên cạnh này phải không? Ngày mai là nuôi mấy cái tử treo. Không, được. Cho nó cân đối hài hòa. Không, nuôi được, hợp lý. Lại. Hợp lý. Đây này. Tương lai này, cắt đi. Chuyển thành răng lão. Hiện lão mai. Thế hả? Sinh quý tử. Hiện nay là tay hơi đòn gánh một chút đúng không? Đây này. Trước là để cái rễ đây thì để hai tay ra. Đòn gánh là hai bên bằng nhau. Hai bên bằng nhau, đòn gánh ngang nhau. Đây là cái một cây rất là già quý vị nhé, quý vị nhìn chân bệ này. Tem cây quý vị nhé, cây này trước mà ở nếu là đầu tiên là... Chào thanh niên. Chào bạn. Đây. Chào anh em. Đây. Đây là bạn Thuận nhé quý vị nhé, cây già quá nhỉ. Không phải Thuận Đồng Lát đâu. Anh nào tiền Thuận anh giỏi, Thuận chuyên hàng chợ. Có mặt mọi miền Tổ quốc. Lên nhìn. Phốt chậu. Đây quý vị chiêm ngưỡng này. Còn rất nhiều những cái cây hoàn thiện khác này. Long cổ đã được xé tán làm theo lối tản vân. Nhiều lắm quý vị. Lắc mạnh nhé. Nhà đẹp, khuôn viên rộng. Này, những cái cây tiềm năng, những cái phôi tiềm năng rất nhiều quý vị nhé. Hôm nay thời tiết rất đẹp quý vị ạ. Thời tiết để mà chia sẻ cho quý vị ngắm cây thì rất là đẹp. Rồi ok bạn. Đấy. Quý vị nhìn thấy tổng thể này, từ trong nhà nhìn ra. Quý vị mới thấy là cái số lượng cây rất là lớn ở vườn anh. Quý vị chiêm ngưỡng một cây ổi quý của vườn anh Sinh. Đây là cái cây ổi mà ở Bắc Giang này anh em đều biết đấy. Một tuổi chậu tầm ở độ gần 20 năm. Gần 20 năm tuổi chậu rồi. Và quý vị ơi, một cái cây ổi mà thân đã dẹt hết quý vị nhé. Thân yếm bò. Nó dẹt chắc phải tầm độ 50. Rồi. Một cái ổi bóng dáng tự nhiên.
Đây này, bên này quý vị nhìn thấy to này này. Nhưng mà thân thì cái chiều này thì dẹt hết rồi. Đây quý vị ơi. Chiều này chỉ có chục phân thôi. Yeah. Đẹp, rất đẹp quý vị, bóng tàn. Tài cảnh tự nhiên. Không tác động gì nào. Một cái ổi rất đẹp quý vị nhé. Ổi ta. Ổi ở quê mình à. Ở quê đấy. Một cái giàn tử này. Cái này là anh em ở Phú Thọ này. Điện hỏi rất nhiều. Thế à? Không có một anh gì ở Hòa Bình. Cũng hỏi mua hả? Cũng hỏi mua. Thần rất đẹp. Nhờ Giang của Kiên. Thưa quý vị, là đây là một cái ổi bóng tán tự nhiên đẹp như này thì ai nhìn chả mê. Đây cao từ mặt chậu lên khoảng 2,5 mét quý vị ạ. Đang nằm trong cái chậu khoảng mét tám gì đó. Mét tám mét hai à? Đấy khoảng đấy. Quá đẹp. Và quý vị chiêm ngưỡng tác phẩm xanh ở ngay bên cạnh. Cái xanh bóng tàn hoàn thiện rồi. Và cái xanh ngồi đá bóng dáng một cái cây dáng làng. Một tác phẩm khá là đẹp, hoàn thiện. Cao từ mặt chậu lên khoảng 1,2 m quý vị. Xanh gì đấy Duy ơi? Con này Nam Điền. Nam Điền. Già voi. Dòng ở cái bẻ này nó sâu đất, hộ lại cây nhiều. Thế hả? Bẻ này nhiều đất. Bẻ này các anh ấy trồng này, bẻ này dưới này rất nhiều đất. Nên là cây đang thừa chất ăn. Một cái xanh Nam Điền quý vị nhé. Tác phẩm quá đẹp quý vị. Nhưng mà tác phẩm này thì nếu cái bẻ gọn hơn thì còn đẹp hơn nữa. Hiện nay bẻ to quá, bẻ hiện nay bẻ dày quá, to quá. Quý vị nhìn thấy bẻ này nhuốt hết cây, mỏng hoặc một cái ang rồng nó mới tôn cây. Đúng rồi, lặng lặng phẩm rất là nhiều nhưng mà rất là đẹp, nhưng mà bẻ thì hơi dày hơi to. Có những cốt xi, những xi này thì đẹp. Đúng rồi, làng lục lạc, con đường đại nhiều đầu, u biếu luôn. Vườn anh sinh thì có rất nhiều phôi và tác phẩm quý quý vị nhé. Quý vị nhìn đây này. Những cái phôi tiềm năng rất là nhiều quý vị nhé. Phôi nào có dễ chia sẻ thì bác xã Đức Huy chia sẻ cho quý vị. Ông già thế nhỉ. Đây bạn Duy năm ngoái cũng vào nhiều cây lắm quý vị nhá. Chút nữa thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng vườn của bạn Duy. Một trong nhân tài trẻ Lạng Giang. Vườn này anh Vân anh ấy hội tụ đủ các dáng nói thế, từ kim đến cổ. Từ cổ từ kim có hết hả? Quý vị nhìn đây. Quý vị nhìn đấy, tác phẩm xanh quê này. Bác xã Đức Huy hôm nay đến Lạng Giang chơi đã chia sẻ cho quý vị ngắm cây cảnh một số nhà vườn ở Lạng Giang để quý vị biết được cái phong trào chơi cây ở đây. Anh em rất là yêu cây
đây, mua bán cây, giao lưu và tạo tác cây hàng ngày, hàng giờ. Tác phẩm đương đại. Đấy, một cái phôi nhiều đầu đây, lùn rụt đây. Cao hiện nay thì cao 40 phân này. Tác phẩm lộc vừng trước mắt quý vị này. Anh Vân ơi, anh Sinh, anh cây nhiều này, anh có thường xuyên giao lưu không? Anh cũng giao lưu bình thường mà. Thế số điện thoại của anh bao nhiêu? Thế đâu quý vị nào mà cần liên lạc anh thì nó tiện. 0374058118. Thế hả? Thế chỉ mình đây là Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang nhỉ? Vâng. Rất nhiều cây quý vị nhé. Hôm nay bà Sa Đức Huy đến thăm vườn anh thì chia sẻ cho quý vị yêu cây cả nước biết được cái phong trào nơi đây và biết được những cái nhà vườn ở đây có những cái tác phẩm nào, có đồ chơi của anh như nào. Đây, kính thưa quý vị, tác phẩm hoàn thiện hả? Phẩm nào chuyển tiền hỏng hết rêu ấy đợt mới. Một cây hoàn thiện quý vị nhé, một tác phẩm hoàn thiện rất là đẹp của anh Sinh. Anh Sinh ơi, cây này của anh đẹp quá. Tác phẩm cây làm theo lối cổ, ngồi đá. Anh ơi, cây này của anh về vườn lâu chưa? 4-5 năm. 4-5 năm rồi. Đẹp quá, cây này đẹp. Cây này nhiều anh muốn ngỏ ý xin cưới à? Xin cưới lắm rồi đây. Mà chưa đồng ý à? Thế hả? Cây Nam Điền cao khoảng 1m1 thôi quý vị nhé. Đây là chất liệu đẹp. Này đẹp. Nguyên ở bên nhà bà em ơi. Nhiều cái điểm quý. Bên đằng ngoài cổng này. Một cái thân có những cái điểm điểm khó. Thân xoắn như vảy ốc. À như ngoài cổng. Chỗ đường cây nhiều lắm quý vị nhé, trong kia toàn phôi rồi quý vị này, nhưng mà rậm thì không chia sẻ được. Ngoài này quý vị sẽ ngắm một cái cây xanh trắng long, cái long cổ nhưng mà anh đã giật đi anh để làm lại này. Cái long này cao khoảng 1m6. Cái lộc vừng rất già quý vị nhỉ. Lộc vừng thả nước này. Thế hả? 650. Bao nhiêu? 650. 650 à? À, mua về lâu, mua lâu chưa? Mua được hơn 1 năm rồi. Cốt các anh ấy mua của anh Sử Ba Thá này. 650 à? Một cốt to nha quý vị nhé, to lục lạc, to lắm quý vị. Tác phẩm lộc vừng này cũng của anh Sinh, cây này cũng đẹp này. Cao từ cơ cao cao dưới mét ôm đá đẹp đấy. Cái này ngồi đẹp. Đá hút nước, cái này ngồi chậu lâu năm, cái thuần nước rồi nhỉ. Cút kiếc to, thân thì côn lùn.
còn nhiều lắm quý vị ạ. Đây trong này quý vị nhìn đến này, 3000 là phôi. Masada Huy thì chia sẻ một số những cái cây mà dễ chia sẻ cho quý vị. Kính thưa quý vị, Masada Huy vừa chia sẻ một cái thước phim tại vườn Anh Sinh tại Lạng Giang, Bắc Giang. Cái vườn cây có rất nhiều tác phẩm cũng như phôi. Masada Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.